Bà thấy có đẹp không? Đẹp. Tôi lại năm nữa hết mà cái tôi cũng nhờ tuyển đi. Lại nhờ rằng đấy. Năm đời. Nhà bác cũng vừa đời cũ cũng có kiểu này nguyên bằng lõi cũng ít thôi nhưng mà nó mảnh khảnh lắm. Thế thế bạn cái này phải này. Tầm vài chục năm rồi bà nhỉ? Cái này cũng đây cái tiếng đây được cái năm 2000 năm nay thì là bao nhiêu đấy? 24 25 4 năm rồi. Nguyên bằng lõi mít mà. Cái này là bằng cái dòng vũ mới. Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Gối Gia Vũ. Đấy, các bác vừa được nghe các bác gái bình phẩm về sản phẩm của Đầu Gối Gia Vũ hôm nay bàn giao đến cho bác. Nhưng mà sự thật nó lại không phải như vậy các bác. Đằng sau lại là một câu chuyện khác. Hai bác gái này không phải là chủ nhà. Đấy. Và cái câu chuyện ở đây là con rể mua tặng bố mẹ vợ bàn thờ gia tiên các bạn. Ấy thì anh có tâm sự với bên cơ sở đầu gỗ Gia Vũ với em rằng anh thì là rể út, trong gia đình có 5 chàng rể, ông bà thì tuổi cao sức yếu và cần một cái bộ bàn thờ nó đơn giản, dễ cho việc lau chùi, quét dọn, và đặc biệt có một cái lưu ý cực kỳ là hay. Em thấy anh ấy cực kỳ là có tâm khi mà nhắc nhở cơ sở các bạn. Anh có bảo rằng là ấy, về cái vấn đề về tuổi tác ông bà cũng có tuổi rồi, đấy, thờ cúng cũng khó, ông thì năm nay đã hơn 80 tuổi rồi các bạn, nên là em thiết kế làm sao cho cái ban thờ của anh đấy, với một cái chiều cao nó ổn định phù hợp với ông bà đấy, để khi ông bà thắp hương vào không cần phải đứng trên ghế, tại vì những cái người có tuổi khi đứng thắp hương ở trên ghế thì cực kỳ là nguy hiểm các bạn đấy, nên là thiết kế số đo làm sao cho anh là phải chuẩn, phải đẹp ấy và phù hợp với ông bà các bác ấy, thì thiết kế như thế nào, phù hợp như thế nào thì các bác hãy cùng xem hết video này các bác nhá. Và bàn thờ cũ của ông bà thì ông bà mua từ năm 2012 bằng chất liệu bằng gỗ mít, nhưng lại được sử dụng bằng gỗ mít của Nam Phi và đã hơn chục năm rồi, đã cũ, xuống cấp và cong vênh đấy. Thì cuối video em sẽ quay cho các bác xem về cái sản phẩm của bàn thờ của ông bà các bác. Thì có rất nhiều những cái video em đã so sánh giữa cái thằng gỗ mít Nam Phi và gỗ mít ta rồi, cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm rồi các bạn. Nhưng mà khi mình sử dụng cái thằng mít Nam Phi này, lúc đầu nó rẻ, nhưng mà sau mình có điều kiện hay là con cái mua cho mình những cái bộ lư hương, những cái bộ đình đồng đơn giản như của ông bà ở đây thôi, là từ 20 đến 25 cân thôi đấy, để lâu ở một chỗ dần dần cộng thêm cái thời tiết nắng nóng nữa là nó sẽ bị lún, bị cong vênh đấy, nứt mặt ván các bạn, nên cực kỳ là nguy hiểm. Và bây giờ em sẽ đi chi tiết vào cái bộ sản phẩm này. Với cái bộ sản phẩm này em làm cho anh ấy là chiều dài là 1m97, thuận tiện cho việc thờ cúng có một cái ban bệ rộng các bạn. Với cái chiều rộng là 1m07, tại vì anh có thờ lư hương đỉnh đồng và chân 12. Nhưng cái chiều cao ở đây thì em làm cho anh ấy là chiều cao là 1m17 các bạn. 1m17 thuộc cung đinh. Đấy, phúc tinh, gia tăng phúc lộc, luôn gặp may mắn và làm những cái điều thuận lợi, và đặc biệt là nó cái chiều cao này nó phù hợp với ông bà cho cái vấn đề về lau dọn, thắp hương ấy, cũng như là cái việc thờ cúng các bạn. Thì ông bà rất vui các bạn, ông bà rất vui khi được thay bàn thờ mới, và ông bà cực kỳ là cẩn thận luôn đấy các bác ấy, xem ngày xem giờ rất tỉ mỉ để bên em bàn giao đúng ngày đúng giờ xuống. Và ở đây là 7 giờ sáng các bạn, 7 giờ sáng bên em đã có mặt tại nhà ông bà để lắp đặt cho ông bà rồi các bác nhá. Sau khi lắp đặt thì có luôn là thầy cúng đến để thờ cúng, và trước đó thì có hai bác gái ở đầu video đấy các bác ấy, là em của ông ấy và cùng với vợ của ông là chị dâu ấy, phụ dọn lau dọn bát hương, di ảnh của các cụ để lau chùi ấy. Thì còn cái điều gì ý nghĩa hơn về cái việc gia đình mình hòa thuận, êm ấm, con cái trong nhà làm ăn phát triển, kính tặng, mua tặng ông bà những bộ lư hương đỉnh đồng hay là những chiếc bàn thờ đẹp, còn điều gì ý nghĩa hơn ạ? Đúng không các bác? Và em xin đi giới thiệu chi tiết về chiếc bàn thờ này các bác nhé. Với chất liệu bằng gỗ hương đá, mộng là chân 12, dài 1m97, cao 1m17, rộng 1m07, khuôn mặt dày 5 phân, ván 2 phân, mộng thường. Ấy, vai 5 bản 10, ván cổ là 1,5 phân đậu, thang xà bằng gỗ lim. Thì giá em bàn giao đến cho các bác tại xưởng là 16 triệu đồng trên chất liệu bằng gỗ hương đá các bác nhá. Đấy, thì
có cái mức giá có thể là rẻ hơn được nữa với hàng chân 12 giảm 1m97. Đấy, các bác có thể làm khuôn 4 ván 1,5 phân đậu. Nhưng mà ở đây thì em vẫn khuyến nghị các bác, nếu mà mình làm thì mình làm cho nó chắc chắn và nó dày dặn lên. Các bác nên làm hàng khuôn 5 ván 2 thì nó sẽ được bền và được đẹp các bác. Và ở phần bên ngoài này là chiếc bàn thờ cũ của ông bà, được làm trên chất liệu bằng gỗ mít. Và các bác nhìn thấy đấy, chỉ có hơn 10 năm sử dụng thôi, cong vênh xuống cấp cực kỳ là nhiều, những cái mối mộng hở ra đấy, nứt ra, gỗ nó cong vênh, nó nứt nẻ, đặc biệt là cái phần mặt bàn, có nhìn xem phần mặt bàn nứt và cong vênh nhiều này đấy, thì cực kỳ là không tốt, đặc biệt là nhà bác nào đang thờ cúng đấy, mà gia đình đang làm ăn kinh doanh, hay là về cái vấn đề về thăng quan tiến chức thì rất cực kỳ là không tốt các bạn đấy. Ở nhà bác nào đang sửa nhà, xây nhà, chuẩn bị vào nhà mới, hay có bàn thờ bé nhỏ mà cần thay mới, thì các bác có thể liên hệ đến em qua cái số điện thoại là 0865 869 126. Em sẽ tư vấn thiết kế cho các bác một bàn thờ gia tiên đẹp, chuẩn số đo phong thủy, và đặc biệt là làm đúng theo yêu cầu mong muốn của gia đình mình đấy, sẽ được chi tiết nhất và chính xác nhất các bác nhé. Thì cảm ơn các bác đã xem hết video này, và các bác đừng quên là cho em một nút like và một nút đăng ký kênh YouTube, để những cái video về phân tích gỗ, về những cái chia sẻ của em hay những cái câu chuyện mà em được nghe, được hiểu thì sẽ truyền tải đến các bác một cách dễ dàng hơn các bác nhé.